Thì bây giờ mà mình chỉ cần là tìm một người đồ đó đẹp hơn bả, mặc được nhiều đồ hơn, rồi cho người đó xem cái clip mà của bả livestream rồi học theo, như xong đơn giản mà coi đồ khó. Cậu, vậy thì tôi ra lệnh cho cậu trong 2 ngày cậu sẽ tìm cái người mẫu cậu vừa nói đem về đây cho tôi nhé. Sếp, 2 ngày sao mà tìm được sếp? Nếu không được thì cậu phải bắt cóc bà bạn trai trai về cho tôi ha. Đó là lệnh. Em đã tốn công đi theo lấy được những thông tin đó là đã hay lắm rồi. Chỉ còn lại để anh sẽ gặp bà ấy. Hả? Anh định đi qua bên đó gặp trực tiếp cái cô đó hả? Anh chỉ qua rình thôi. Hả? Tình anh đi. Anh Trình ơi, đừng có rình. Cô là cô Hậu đúng không? Ây da! Cô đây đi. Để có hiểu lầm gì đâu. Hiểu lầm nè.